Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ có một cái bài phân tích về cái lĩnh vực mà đang rất là hot trên thị trường. Đó là lĩnh vực mà đào tiền ảo, các thợ đào. Đào thế nào hiệu quả mình không nói nữa, mà mình chỉ nói là có nên đầu tư vào đào hay không. Hiện tại bây giờ mà các bạn lên mạng xã hội, các bạn chỉ cần search với một cái từ ngữ là cách mà kiểm tra giống như đào tiền bằng tận dụng CPU, GPU. Có 2-3 phần, nhiều phần mềm lắm, nhưng mà đang nổi trội là phần mềm Miniget. Hôm nay mình chỉ nói về phần mềm Miniget này nó đào như thế nào và có hiệu quả không để cho các bạn đầu tư. Thì trên màn hình các bạn đang thấy này, đây là một cái phần mềm Miniget. Mình không nói về cách cài đặt nữa, mình chỉ có cách sử dụng. Hiện tại Miniget này của tôi đã đào được khoảng chừng một ngày rồi, để tôi cố tình tôi làm để tôi test xem cho các bạn thấy rằng là nó có hiệu quả hay không. Tôi đang đào là tất trên là 5 máy nhé các bạn. Hiện tại đây chỉ một máy thôi, còn 4 máy nữa đang hoạt động cùng một lúc. Tôi đào khoảng 4 con CPU thôi. Vậy thì đối với khi mà tôi đào được 5 máy như thế này tôi đào, thì các bạn đang phân vân thắc mắc là 5 máy đào cùng một lúc như vậy hệ thống thì sẽ được bao nhiêu tiền. Mà hiện tại mình đang đào là cái đồng tiền XMR, đồng tiền Monero nha các bạn. Đồng tiền này đang là hot nha, cũng ngang ở hot chứ không có kém Bitcoin bao nhiêu. Vậy thì bây giờ 5 máy đào 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ có được bao nhiêu tiền? Đó là hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy được 5 máy đào cùng lúc sẽ có bao nhiêu tiền. Đây, nó sẽ ở có một cái trang là dashboard của Miniget. Vậy thì mình đang đào này, đầu tiên Monero này các bạn. Số máy mình đang đào là 5 máy. Tốc độ trung bình của mình là 294 HCS. Các bạn, 294 mình cho là 300. Đúng không ạ? 300. Vậy thì bây giờ mình đào 5 máy như vậy, ba với tốc độ nó sẽ cho các bạn này, bình quân này, cái này mình đang đào là có máy có cả màn hình, có máy không có nha. Bây giờ mình sẽ cho là 294.5. Thì một tiếng mình sẽ đào được bao nhiêu cái đồng Monero này và bao nhiêu quy ra bao nhiêu tiền Việt. Thì đây, mình sẽ ở trên bên cái mục ở trên này nó sẽ có cái mục là calculator. Đây, các bạn sang cái mục là note này. Bây giờ mình sẽ chọn này, mình sẽ đang đào là 5 máy bình quân của mình đào là 294.5 HCS. Vậy thì đồng Monero của mình 1 tiếng sẽ đào được là 0.00014. Nhiều hay ít các bạn? Quá ít đi chứ. Bây giờ vậy thì mình sẽ đối với mình sẽ đào 1 tiếng mà được 0.0014 cái đồng Monero này thì mình sẽ được bao nhiêu tiền Việt mình? Đây, mình sẽ có cái trang web đổi. Đây. Dán vào đây cả. 5 máy đào với hệ thống mạng 3 line mà 1 tiếng đồng hồ của các bạn chỉ được có 1.008 đồng Việt Nam. Được có 1.000 đồng. Bây giờ các bạn ra tự net các bạn chơi một tiếng các bạn cũng phải trả đến ít rẻ nhất là cũng 2-3 ngàn rồi. Mà bây giờ các bạn cho nó hoạt động 5 máy, hoạt động gần như là con CPU này, các bạn đang treo phần mềm Miniget thì các bạn treo khoảng chừng cỡ 90% con CPU rồi. Mà 5 máy hoạt động như vậy mà liên tục hết công suất CPU mà được một tiếng có được có 1.000 đồng. Vậy thì bây giờ nha, mình thử cho nhé, một tuần mình sẽ được bao nhiêu. Đây là mình đang nói là mình đang đào không thường theo cách của các bạn đang đào. Một tuần mình được 140.000 đồng. 5 máy mà cho chạy 24/24, một tuần được có 140.000. Không đủ trả tiền điện nữa. Chưa kể là khi CPU nó chạy đến cái công suất như vậy 1-2 tháng, đôi khi 1-2 tuần nó banh luôn con CPU nữa. Đúng không các bạn? Có nên đầu tư hay không thì các bạn nhìn thấy đấy. Đây là thực này.
đào thực này, mình đã đào thử rồi này, mình đã đào, mình đang đào thử này, mình đào đã cố tình mình đào để mình test cho các bạn xem, đào bằng cái phần mềm Miniget đang rất là nổi trội, đang hot này, mình đào này, từ mình đào này, đây số tiền mình đang đào ra được này, này mình các bạn coi nhé, mình đào từ hôm qua đến giờ tính là gần một ngày trời rồi, từ lúc 2 giờ chiều 5 máy liên tục online, mình đào mới được có từ đây 0.0017 mình đào từ ngày hôm qua đến giờ mình đang cho chạy 5 máy nha các bạn, được bao nhiêu tiền, được 12.855 đồng mà chạy gần 24 tiếng đồng hồ, hỏi chắc lỗ tiền điện quá lỗ đi chứ, tiền mạng nữa rồi tính khấu hao tài sản cố định nữa, vậy là một tháng các bạn 5 máy các bạn chạy như vậy các bạn trả tiền điện thì đủ chết rồi. Vậy thôi khuyên các bạn nên hay không nên thì chắc mình nghĩ là nên cảnh tỉnh lại, nghe trên ảo ảo rồi cứ đầu tư như kiểu như vậy rồi cho máy chạy cuối tháng trắng mắt ra, chưa kể đến nó có lừa ảo hay bị scam nữa, hiện tượng scam rất là nhiều hiện tượng. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé, nhớ like và subscribe kênh mình.